Xin chào các bạn đã quay lại với CLGTA và hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về phần mềm Medibank trên điện thoại và video này mình sẽ nói về cây bút. Thì nó sẽ theo tất cả các video sau mình sẽ theo thứ tự ở trên các menu và mình sẽ hướng dẫn các bạn từng phần. Thì ở video này các bạn có thấy cái menu đầu tiên ở đây và mình sẽ chọn cây bút ở đây. Sau khi các bạn chọn cây bút rồi các bạn sẽ thấy cái sub menu ở phía dưới, cái menu thứ hai xuất hiện ha. Thì cái ô ở ngay phía dưới cây bút này là correction. Thì cái correction này là gì? Đó là giúp cho các bạn vẽ nét nó mượt mà hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho thấy bạn thấy là bây giờ mình đang ở correction là bằng 0 đúng không? Thì mình vẽ cái nét nó như thế này, nhiều khi nó không có được mượt cho lắm. Thì hoặc là các bạn đi nét thì nó dễ bị rung lắc, thì các bạn sẽ tăng cái correction này lên. Như vậy thì nó giống như cái, nếu như bạn nào xài pen tool size rồi á, nó sẽ giống cái stabilizer ở trong cái pen tool size á, thì nó sẽ cũng giống như vậy, là giúp cho nét các bạn đi chậm hơn. Các bạn thấy con trỏ chuột của mình nó đi trước cái hiển thị đúng không, nó làm cho nét chậm hơn, và nét như vậy nó sẽ tự động render làm cho cái nét nó chắc hơn và tránh rung lắc. Rồi, đó là về correction. Tiếp theo cái ô là snap. Snap này mình sẽ nói ở một video khác để cho nó dễ dàng hơn và ngắn gọn hơn cho các bạn dễ theo dõi hơn. Bởi vì nếu như mà bạn nào coi snap ở cái trên bảng phiên bản mà máy tính rồi á, thì các bạn có thể bỏ qua video tiếp theo cũng được. Rồi, tiếp theo là các bạn đi xuống bảng màu. Thì khi các bạn dùng bút vẽ này nọ, các bạn sẽ phải lưu ý đến việc bảng màu ở phía dưới đây. Đó là cái việc các bạn chọn màu. Thì mình không nói về những cái thanh màu ha. Cái thanh màu các bạn nhìn vào các bạn đã hiểu luôn rồi. Thì có một cái lưu ý là chữ HSV. Chữ HSV này khi các bạn nhấn vào một cái thì nó sẽ hiện ra bảng là PRL. Thì cái đó là cái bảng palette á. Cái đó là cái bảng màu, và các bạn sẽ tự động là lưu cho các bạn chọn để sau này các bạn pick màu cho dễ. Mình sẽ làm cái video nói về cách tạo palette ở trên điện thoại sau ha. Tiếp theo nữa là cái size bút, là cái dấu chấm ở ngay dưới số 74. Các bạn nhấn giữ và các bạn kéo lên là tăng size, và các bạn kéo xuống thì là giảm size. Nhấn giữ nha để tăng giảm size bút. Còn cái tiếp theo nữa 80% này chính là opacity của bút, tức là các bạn sẽ làm đặc hơn và trong suốt hơn. Thì nếu như bạn nào mà xài painting á, mà các bạn không có xài, một số họa sĩ người ta không có xài cái công cụ làm mờ, mà người ta sẽ giảm cái opacity này để chấm vẽ này nọ, các màu nó chồng nhiều lớp bên nhau sẽ tạo cảm giác giống như là hòa trộn. Rồi, thì bây giờ đó là về cái bút ở dưới đây. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ ngó xuống menu phía dưới cho mình ha. Thì các bạn sẽ chuyển bút như thế nào, các bạn sẽ thấy có cái bảng màu đó, cái kế bên cái cây bút nó có cái bảng giống như cái bảng màu vẽ của họa sĩ. Các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ hiện lên đây. Thì khi nó hiện lên đây, các bạn sẽ có nhiều hơn là cái bảng màu hình tròn và cái bảng màu transparent. Cái này mình sẽ nói sau ha. Và tiếp theo các bạn sẽ lựa bút ở trên này. Ở đây các bạn cũng có thể chỉnh opacity ngay trực tiếp ở trên đây cũng được, hoặc là tăng giảm ở đây cũng được. Cái kia giống như là một cái bảng kia là để cho các bạn chọn nhanh hơn thôi. Bây giờ các bạn có thể lựa bút ở trên này ha. Thì các bạn lựa bút ở đây, các bạn có thể thêm bớt, xóa bút, chỉnh setting của bút ha. Thì ở trên bút đây, ví dụ chẳng hạn cái G-Pen mình đang chọn, thì mình nhấn vào cái ô răng cưa thì mình sẽ chỉnh được cái setting là cái tùy chọn của cây bút này, để các bạn giảm, tăng giảm cái chẳng hạn như là opacity của chính cây bút đó, hoặc là làm cho những cái hiệu ứng đặc biệt này nọ tăng lên. Sau các bạn đồng ý rồi, các bạn nhấn set ha. Rồi, việc tải bút và tạo bút mình sẽ làm ở một video khác nhé. Tóm lại video này nói về căn bản về bút ở trong Medibank là như thế. Hẹn gặp lại ở các bạn ở video sau.